Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. Van Burst Week. Đây là một tựa game xe khá là hay và hot trong tháng vừa qua. Ok. Let's go. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ hai. Và Van Vets, Most Wanted. Let's go. Okay.
Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Fresh Edge. Let's go. Ok. Đường này hơi khó hơn một chút, cho nên các bạn phải cẩn thận. Rất còn nghèo. Ok. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. High Clean Rushing Through. Let's go. Yeah.
Ross đi luôn. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Sẽ là Rushing Eye. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Ridge Racing 3. Đây là một tựa game đua xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Tay đua công thức 1, ok. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái kênh tiếp theo. Let's go. Fast line. Ok. Tựa game này thì nó vào hơi chậm một chút cho nên các bạn phải đợi một chút nha. Đây là một tựa game đua xe 3D khá là lặng. Phiên bản tựa game này khá là đẹp mắt. Ok. Let's go. Loát rất là lâu luôn. Bật lên, let's go. So, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Gunfire Extreme. Let's go.
Ok, rồi. Và để tiếp tục, mình sẽ bắt đầu game tiếp theo. Ấn mát cái này là không được. Tà thật. Đánh nhá bình thường lùi lại là ok ngay. So ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Cấp cho xe của mình. Update.
Ok. Phải cày tiền để update tiếp. Rồi, đùa cái này xem. Chẳng lẽ cái này thua nữa thì không hiểu lý do gì. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Rush Rally vào. Xin bây lại. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.